Mình thích nhất là nàng công chúa Cinderella. Các bạn ơi, công chúa yêu thích của các bạn là công chúa... Chờ đã Mia, kiếm mấy chỗ này nè. Chị đã kiếm được một cái hộp. Trong cái hộp tiếp theo có gì nào? Yeah! Nhãn dán. Nhãn dán hình công chúa. Nhãn dán hình răng. Các bạn, chúng ta phải nhớ chải răng. Bạn biết điều đó chứ? Theo dõi kênh và thích video của mình nhé. Bảng chữ cái và kem lạnh. Chúng ta sẽ dán những nàng công chúa lên cửa gara của chúng ta. Mia, chọn cái nào? Công chúa. Mình thích nhất là nàng công chúa Cinderella. Các bạn ơi, công chúa yêu thích của các bạn là công chúa nào? Các bạn ơi, đừng quên chải răng của mình 2 lần mỗi ngày nhé. Một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối trước khi đi ngủ. Nó vô cùng quan trọng. Hãy chải răng. Mia, chúng ta đã có nhà để xe đẹp nhất từ trước đến nay. À ha. Hey, trẻ con. Em sẽ dán màu vàng lên. Ready, sẵn sàng. Ấm Malaysia tự không biết. Tìm thấy nhiều điều thú vị trong gara. Mia nhìn kìa, chị tìm được nhiều váy. Ủa Mia, cái váy này dành cho em. Wow. Và cái váy này cho chị. Nhìn cái váy tuyệt đẹp của chị nè. Cái váy của em cũng rất đẹp. Em nghe thấy gì không? Có tiếng gầm gừ ở đâu đó? Hay nó trong gara? Đi xem cái gì nào. Mia, nó là gấu Teddy. Lại đây nè.
nó không đáng sợ đâu. Mia, chúng ta chưa chà rửa gà ra của chúng ta, cho nên chúng ta không biết rằng chúng ta có con gấu này. Các bạn có rửa đồ chơi của mình không? Nếu có, cho mình một like nhé. Em thấy không Mia, hôm nay tụi mình đã làm rất tốt công việc. Tụi mình đã sơn cho gara của tụi mình và tìm được mấy món đồ chơi cũ và thậm chí thổi được những quả bóng nữa. Nhưng bây giờ chúng ta phải rửa sạch tất cả và đặt nó lại chỗ cũ thôi. Hãy like và theo dõi kênh của mình nhé. Ừ, chỉ cho trẻ em à. Nó là rác hết rồi. Mình biết rồi. Bây giờ tụi mình có tiền mua xe đạp mới rồi. Em muốn xe đạp. Đúng rồi, chúng ta cần xe đạp cho em. Nhỏ quá. Hay là cái này đi. Tụi mình tìm thấy được nữa này. Cái này. Em ấy lớn rồi. Mình có thêm một cái nữa. Tụi mình sẽ thử cái này và cái này nữa. Ok. Oops. Cái này nó cũng bị hư rồi. Oh no. Mia, hãy thử cái này đi. Ok. No. Cái này thì không xài được nữa. Ừ. Cái này hư rồi. Cái này thì quá nhỏ. Ừ, chỉ cho trẻ em à. Nó là rác hết rồi. Mình có một ý này. Mình sẽ làm gara xe giảm giá. Đúng rồi. Giảm giá, xe giảm giá đi. Xe hơi và đồ chơi đi. À, chấm nhìn kia, tụi mình bán gần hết rồi. Yes. Đúng rồi, bây giờ gara của mình sạch, mình có thể tìm những thứ mình cần. Đi thôi. Đi tìm xe đạp nào. Mia, anh tìm thấy rồi, xe của em này. No. Hả? Nó cũng quá nhỏ. Mình biết rồi. Bây giờ tụi mình có tiền mua xe đạp mới rồi. Đúng rồi, mình có thể mua xe đạp mới. Đi thôi. Mia, nhìn này, ở đây có nhiều xe đạp chưa kìa. No. Không, nó quá lớn. Tụi mình chưa mua nón bảo hiểm nữa. Đúng rồi, an toàn là trên hết. Dễ thương. Được đấy, cái này đẹp này. Cái xe đạp mới của em đây. Cái này dùng tốt lắm á. Mia không thể lái xe đạp lớn. Phải dạy em ấy thôi. Đi thôi. Bánh cuộn cá chi. Sẵn sàng. Đây là căn nhà mới của bọn mình. Nhưng mà mình phải làm việc ở đây rất là nhiều. Cùng nhau làm thôi. Yeah.
Stacy, bọn mình cần giúp đỡ. Mia, đây là một cách hay để giúp đỡ này. Mình sẽ thử. Tuyệt vời. Bọn mình cần thêm nhiều công cụ. Em có một ý này. Thêm dụng cụ sao? Mình biết rồi, nó sẽ giúp mình. Bây giờ mình sẽ chắc chắn làm được nó. Làm thôi. Cảm ơn cậu bác sĩ. Nhớ rửa tay nha. Băng cá nhân. Cảm ơn cậu bác sĩ. Đây cũng là một bộ y tế thật là tốt. An toàn là đầu tiên. Ủa, cần phải dọn dẹp. À, em biết làm cái gì rồi. Cái gì? Cái này sẽ giúp chúng ta đó. Mình muốn ăn quá. Rồi, sẽ chờ. Đồ ăn đây. Trái quýt. Thịt. Quả dâu. Mình thích dâu. Dâu tây và cam tốt cho sức khỏe. Nó ngon và tốt sức khỏe. Bánh cuộn cá ti rất ngon. Thịt gà rất tốt sức khỏe. Hôm nay bọn mình làm thật là tốt mà. Nhà của mình làm đẹp biết bao. Và nó rất bự luôn á. Mình mệt quá đi. Mia, sao em khóc vậy? Tụi mình cần phải sang. Thật sự rất khó khi xây một ngôi nhà lớn. Nhưng nếu chúng ta làm chung với nhau thì rất rất nhanh và vui nữa. Nhớ đăng ký kênh của mình nha. Chúng ta đã làm một ngôi nhà rất đẹp. Người em dơ quá. Mình biết phải làm gì rồi. Lại đây, Mia.
này cho em nè công chúa. Wow, nó là bộ trang điểm. Tụi mình làm được rồi. Bây giờ chúng ta có một ngôi nhà vui chơi và một nàng công chúa. Hôm nay là một ngày thật là vất vả mà. Hãy cho mình một lượt thích và đăng ký kênh của mình nhé. Tạm biệt.